Người ta nói, phi thường là khi ta làm nên những điều vượt xa mức bình thường. Nhưng với phụ nữ, phi thường là khi họ biết yêu thương chính bản thân mình. Khi gặp nghịch cảnh, chúng ta dũng cảm đương đầu. Khi mệt nhoài bởi áp lực, ta mạnh mẽ không khuất phục. Hoặc đơn giản chỉ là giây phút bạn cho phép bản thân được sống chậm lại để chấp nhận, cảm thông và tha thứ. Để sau những khắc nghiệt ấy, ta tự thưởng cho bản thân mình một dấu son mới trong hành trình phi thường đã qua và mạnh mẽ bước tiếp. Hãy học cách yêu bản thân để làm nên những điều phi thường. Cuộc sống dẫu nhiều gian khó, luôn có những bóng hồng phi thường can trường cùng ta vượt qua. Đó là những phụ nữ tuyến đầu ngày đêm căng mình để giữ lại sự sống cho nhiều cuộc đời. Đó là những người mẹ, người chị ôm ấp vỗ về khi ta gặp sóng gió cuộc đời giữa biển đại dịch mênh mông. Đó là vợ, là người đầu ấp tay gối luôn sẵn sàng đứng phía sau lặng lẽ đồng hành cùng ta sau mỗi lần vấp ngã. Dù việc nước hay việc nhà, mỗi người phụ nữ đều có giá trị riêng và luôn tỏa sáng một cách phi thường. Họ xứng đáng được ghi nhận và nâng niu. Thưa quý vị, khi nhắc đến câu hỏi người phụ nữ phi thường nhất trong đời bạn là ai, mỗi người chúng ta đều sẽ có một suy tưởng riêng. Nhưng với Hà Trinh á, thì Trinh tự nhiên nghĩ ngay đến mẹ. Một người phụ nữ không có gì là đặc biệt hết. Nhưng điều đặc biệt nhất trong lòng Trinh đó là sự phi thường. Khi dù có hoàn cảnh khó khăn thế nào thì mẹ vẫn luôn dành những điều tốt nhất để cho con gái của mình. Và chắc chắn là bên cạnh mẹ còn có rất nhiều người phụ nữ mà chúng ta cần phải kể tên và quan tâm. Không chỉ là những người chị, những người bà, những người em gái, dì nè, cô nè, rồi đặc biệt hơn nữa là chính bản thân chúng ta, những người phụ nữ cũng đang theo dõi livestream ngày hôm nay. Chúng ta đều xứng đáng có được hạnh phúc, nhưng đôi khi bởi vì chúng ta đã quá quan tâm, quá yêu thương và nhận rất nhiều tình yêu thương từ những người phụ nữ xung quanh mà chúng ta cho rằng điều đó là hiển nhiên và thỉnh thoảng chúng ta bỏ quên họ. Nhân ngày 20 tháng 10, ngày phụ nữ Việt Nam sắp tới, hy vọng rằng đây sẽ là một món quà thật đặc biệt cho tất cả những ai đang dõi theo chương trình. Và vẫn còn thời gian, vẫn còn điều kiện để có thể chăm sóc cho những người phụ nữ mà chúng ta yêu thương. Không chỉ qua ngàn mỹ từ, mà điều quan trọng nhất đó chính là qua những hành động cụ thể, thiết thực và ý nghĩa. Hà Trinh xin chào mừng tất cả quý vị đang cùng theo dõi livestream Gói trọn yêu thương cho người phụ nữ phi thường.
Và ngày hôm nay sẽ là một dịp rất đặc biệt. Chúng tôi thật sự cảm ơn sự kiên nhẫn của tất cả quý vị trong 20 phút vừa qua đã dành cho chương trình livestream ngày hôm nay của BNG. Và mong rằng ngày hôm nay với những thông điệp mà chúng ta chia sẻ với nhau sẽ là một món quà thật lớn dành cho những người phụ nữ chúng ta yêu thương nhân dịp 20 tháng 10 sắp tới. Và mong rằng chúng ta cũng sẽ biến tất cả những sự chân thành này, những tình yêu thương này và những cơn mưa quà tặng này thành món quà ý nghĩa hơn nữa, thiết thực hơn nữa cho những người phụ nữ xung quanh mình. Và thưa quý vị, nhắc về khái niệm phi thường thì Trinh nghĩ là không cần phải đau to búa lớn lắm đâu. Đôi khi là những điều rất nhỏ nhặt thôi. Không biết là 4 tháng vừa qua, trong thời gian giãn cách thì quý vị có kỷ niệm nào muốn kể cho chương trình không? Quý vị cứ comment, bởi vì ngày hôm nay Trinh được biết là 100 bạn mà chúng ta bình luận, đặc biệt là chúng ta bình luận ngay bây giờ nha, tên của người phụ nữ mà bạn cảm thấy phi thường nhất trong đời mình. Ở dưới comment này, ở dưới livestream, thì chúng ta sẽ có cơ hội nhận được một trong 100 phần quà, đó là voucher 200.000 đồng mua sản phẩm từ BNG với những điều khoản ở bên trong voucher. Và mong rằng các bạn sẽ nhanh tay comment nhé. Và trong thời gian này Trinh cũng sẽ kể luôn một chút những kỷ niệm mà Trinh gọi là phi thường mà rất là tinh tế thôi. Đó là trong thời gian mà Trinh đi chích vaccine mũi đầu tiên thì Trinh rất là sợ kim tiêm. Thế là người bác sĩ là người phụ nữ trung niên cỡ tuổi mẹ Trinh thôi, là người trực tiếp tiêm cho Trinh, thì cô mới kể chuyện cười cho Trinh rồi hỏi han Trinh giống như Trinh là con cháu trong nhà vậy đó. Khi mà Trinh vừa trả lời câu hỏi đầu tiên thì cô đã rút kim ra, nói là xong rồi, Trinh còn không nhận ra là mình đã được tiêm nữa chứ. Mà tự nhiên trong lòng mình thấy thương ghê. Mình nghĩ là cả một người xa lạ cũng có thể yêu thương, cũng có thể bao dung, cũng có thể lan truyền một cảm hứng tích cực cho mình như thế và làm cho cuộc sống của mình ấm áp hơn. Vậy thì những người phụ nữ thật sự yêu thương của chúng ta ở bên cạnh chúng ta, họ còn cống hiến biết bao nữa. Và nhân dịp chương trình ngày hôm nay, chúng tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn cho những phi thường, từ những y bác sĩ, đặc biệt là những nữ y bác sĩ, những nữ điều dưỡng nè, những tình nguyện viên ở ngoài kia, ở ngoài tuyến đầu đã hy sinh gia đình ở phía sau để dành thật nhiều những tình cảm, những giọt mồ hôi và cả những hy sinh lớn lao đó dành cho những ai đang cần đoàn tụ với gia đình thương yêu của họ. Trở lại với khái niệm phi thường của chương trình, với những người phụ nữ mà luôn luôn ở cạnh chúng ta nhưng đôi khi chúng ta bỏ quên, liệu rằng trong tiềm thức của bạn khi nhắc đến việc comment một cái tên phi thường nào đó, bạn có sẵn lòng comment ngay tên của một người thân hay một thần tượng nào đó? Trinh thấy ở trên này đang có sự xuất hiện của rất nhiều comment dễ thương. Ở trong đó kể đến là bạn Thủy Vi nha, rồi bạn Đặng Quân. Bạn nói mẹ bạn chính là người phụ nữ phi thường nhất, cũng giống như Hà Trinh vậy. Và Trinh cũng mong là mẹ sẽ có thật nhiều sức khỏe và luôn luôn đồng hành với các bạn trên con đường này. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ một câu chuyện khác. Một câu chuyện mà khiến chúng ta rất dễ rơi nước mắt, vì đây là một nghị lực phi thường, không chỉ bởi người mẹ mà còn là cô con gái nhỏ bên cạnh bà. Xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi hình ảnh sau đây. Dạ, tôi tên là Phan Thị Ngọc Trinh. Năm nay tôi 64 tuổi. Lúc 11 tuổi thì bé nó đi học thì tôi lúc đó tôi không có nói được nữa, mà cũng không có cử động tay chân gì được, cứ nằm liệt một chỗ. Thì bé nó lúc đó tôi cũng còn có tiền, nhưng mà giờ không có nói được, không biết kỹ như sao để cho nó lấy tiền nữa. Rồi nó không có tiền đi học mấy tháng trời, nó không có tiền đóng tiền trường. Rồi bên trường cứ kêu nó lên hoài, lúc sau này tỉnh tôi mới biết, chứ lúc đó tôi cũng không biết nữa. Và nó bán làm, nó lấy tiền, nó lo cho tôi ăn uống đồ, rồi nó kêu bác sĩ về trị vật lý trị liệu tôi. Chứ bây giờ một mình nó không có thể đưa tôi đi được. Thì thằng anh nó lúc đó có vợ đang sanh nữa, thành ra chăm bề khó khăn đó cô. Trên đường đi thì tự nhiên tôi tối sập mặt lại và tôi ngã xuống té hai mẹ con. Xong rồi tôi tỉnh lại xong rồi cái tôi vẫn đi tiếp tục chở nó đến trường về thì không sao hết, nhưng mà 2-3 ngày sau tôi đột quỵ. 2-3 ngày sau là tự nhiên ngã ra, rồi tôi không biết gì hết trơn á, tới mấy tháng sau mới tỉnh á cô. Tôi tỉnh về thì tôi không có cử động tay chân được nữa, có nghĩa là nằm tại chỗ luôn đó cô. Thành ra lúc đó muốn chết mà chết không được, mà muốn sống không yên á. Lúc đó là thất vọng dữ lắm, tại vì gia đình tôi chỉ còn có tôi với bé thôi. Thằng con trai lớn của tôi nó có gia đình nó ra riêng rồi. Thành ra còn có hai mẹ con, mà lúc đó cháu Trâm Anh nó còn nhỏ, mới có 11 tuổi à.
thành ra cũng khổ, nó cũng khổ dữ lắm. Có cái việc tiếc nuối là tôi lúc đó tôi không có, tại vì tôi nghĩ con tôi còn nhỏ, tôi không có chia sẻ cho nó gì hết trơn đó. Thành ra lúc mà trong thời gian tôi bệnh nó rất là khổ. Tôi khi qua một cái cơn đại nạn này rồi tôi mới hiểu được là mình phải chia sẻ với con mình. Thì lúc đó mình nghĩ mình nó còn nhỏ quá, mình chia sẻ nó mình sợ nó lo con này kia. Nhưng mà khi mà nó đã qua cái cơn này rồi thì tôi thấy nó rất là giỏi. Nó làm một mình, nó làm nó kiếm tiền, nó lo cho tôi ăn uống và bệnh viện, rồi lo cho tôi, rồi lo tiền học cho nó nữa. Thành ra tôi cũng rất là hãnh diện vì nó đấy cô. Thưa quý vị, quả thật đây là một hành trình không dễ dàng để vượt qua, nhưng mà nhân vật chính trong câu chuyện của chúng ta đã vượt qua tất cả điều đó bằng nghị lực của mình. Và tất nhiên còn có sự góp mặt của cô con gái nhỏ Phi Thường, đó là bạn Trâm Anh ở đây, đang ở bên cạnh Hà Trinh nè. Dạ con chào cô, xin chào bạn Trâm Anh. Hai mẹ con có thể gửi lời chào đến quý vị khán giả được không ạ? Dạ con, tôi tên là Ngọc Trinh, là mẹ của bé Trâm Anh. Tôi rất là vui khi được tham gia chương trình này. Dạ, cảm ơn cô đã dành thời gian cho chương trình. Xin chào Trâm Anh. Dạ, xin chào mọi người, em tên là Phan Nguyễn Ngọc Trâm Anh. Năm nay em 18 tuổi và em đang học trường đại học Tôn Đức Thắng ạ. 18 tuổi? Dạ. Dạ, là em sinh viên năm nhất phải không? Dạ đúng rồi ạ. Ừ, chị rất là thích nụ cười tươi của em và cái váy hồng ngày hôm nay em chọn chương trình một cái hình ảnh tràn đầy năng lượng sống. Và Trâm Anh biết không, khi mà xem những tư liệu về em á, chị phải wow, chị tự rà soát bản thân mình là liệu mình đã từng gặp một cô gái nhỏ mà cách đây 7 năm, tức là lúc em 11 tuổi đó, đầy nghị lực như thế bao giờ chưa? Thì chị chỉ thấy những người đó trên phim ảnh thôi. Em là một trong những cô gái nghị lực phi thường mà có thật mà chị đã từng gặp trực tiếp. Một cô gái nhỏ 11 tuổi tự bươn chải để có thể giúp đỡ mẹ vượt qua một cái cơn bạo bệnh, cụ thể là đột quỵ, khi mà mẹ em không thể cử động được trong một cái thời gian rất dài. Và không có ai chu cấp tiền cho em, em phải tự mình vượt qua tất cả điều đó bằng việc tự kinh doanh. Không có bố ở bên cạnh vì bố đã mất, anh trai và chị dâu cũng ở rất xa. Làm sao một cô gái 11 tuổi có thể làm được tất cả những điều đó hả em? Dạ thì lúc đó là lúc đó em chỉ có biết học thôi. Thì cái thời gian đó mẹ đột nhiên mẹ bị bệnh, thì lúc đó là em còn rất là nhỏ nên là em cũng chưa có nhận thức được là bệnh tình của mẹ tệ cỡ nào. Nhưng mà sau khi mà em thấy mẹ bị bệnh như vậy thì em rất là lo lắng, và khi mà đi học thì em cũng không có thể nào mà tập trung học được. Nhưng mà lúc đó thì em có một cái sở thích là em coi trên Instagram và YouTube về một cái đồ chơi này. Và cái đồ chơi này thì nó rất là thú vị. Thì lúc đó em chỉ làm cho vui thôi. Nhưng mà sau đó thì mẹ bị bệnh, thì gia đình em cũng không có đủ tiền, tại vì mẹ là trụ cột gia đình của em. Thì không có gia đình, không có đủ tiền để em có thể đóng học phí. Thì ngày nào thì cô cũng kêu em lên vì chưa có đóng học phí. Và lúc đó em rất là áp lực, tại vì áp lực cả việc học tập và cũng về bệnh tình của mẹ nữa. Cho nên là em bắt đầu bán slime. Đó là một cái món đồ chơi dành cho trẻ em rất là phổ biến đúng không? Yeah. Là tự mình em bán hết hả? Dạ, thì mới đầu em bán trong trường thôi. Sau đó rồi thì em bắt đầu bán ở trên mạng. Và cũng rất là nhiều bạn từ Instagram tới YouTube bắt đầu mua hàng của em. Thì em cũng may là các bạn đã ủng hộ em rất là nhiều, cho nên là em cũng đã bắt đầu gây dựng được cái thương hiệu của mình. Và em cũng đã kiếm được nhiều thu nhập hơn để em có thể đóng học phí cũng như là những cái khoản chi tiêu khác ở trong gia đình. Và qua đó thì em cũng sử dụng cái thu nhập đó để em chữa bệnh cho mẹ. Đó là lý do tại sao mà cô gái rất là đáng yêu của chúng ta có tên là Chủ tịch Hot Girl. Tại vì cô ấy tự điều hành công ty, một thành viên của chính mình. Sau đó là còn luôn giữ cho mình một tinh thần rất là rạng ngời và vui vẻ. Cô à, chắc chắn là cô rất tự hào về Trâm Anh phải không? Dạ đúng rồi cô. Lúc mà tôi bệnh thì nói chung cũng khổ lắm, không có chủ động được.
rồi xong nó không có tiền đi học, nó đi bộ đi học. Rồi vô trường thì cô giống như không có tiền đóng tiền học, rồi tôi nó cũng không có tiền để chạy chữa cho tôi nữa. Xong nó bán được, bắt đầu nó mới mời cái ông y sĩ về giống như chăm cứu cho tôi. Thì chăm cứu xong tôi cũng thấy con mình khổ quá, tôi chịu không nổi. Lúc đó muốn chết thì chết không được, sống cũng không có yên lòng nữa, tại vì thấy nó nhỏ quá, nó làm cực khổ quá, vừa đi học vừa đi làm mà đi bộ nữa. Đó, thành ra tôi cứ gán, tôi bò, mỗi lần con nó đi, tôi ở nhà tôi, nó đi học, tôi bò, tôi lết để tôi gán, tôi đứng dậy được. Tôi nhớ nhất là cái lần đó, trường nó tổ chức cho nó đi Đà Lạt, nó muốn đi lắm, mà không có tiền. Rồi xong rồi tôi, hôm đó tôi bò, sao tôi té, tại vì đi không có được mà, tôi té đi. Xong nó, cô với mấy bạn nó kêu nó đi. Cô với bạn kêu đi, nó thấy tôi té, nó không dám đi, nó cứ ngồi ngốc đó, nó ngồi, nó cứ canh chừng tôi. Mà nó xếp hết đồ trong cái ba lô nó rồi, muốn đi mà không dám đi. Rồi xếp hết đồ ba lô rồi, nó canh chừng tôi hoài mà tôi đâu có, tôi mê man, tôi đâu có biết khi tôi té rồi, tôi đâu có biết. Thế là sau cứ nghe mấy bạn nó lên, mấy bạn nó điện thoại mắng vốn đó. Nói sao không đi mà chờ đợi lâu vậy đó. Lúc đó tôi tỉnh vậy tôi nghe được, tôi thấy tôi đau lòng dữ lắm. Dạ. Lúc đó khi mà cô kể trong clip phỏng vấn ban đầu, con thấy tình trạng đó thật sự rất là khó để có thể hồi phục. Tại vì giống như là bị liệt nửa người luôn đúng không? Con mình không có nói liệt nữa. Liệt hết luôn. Là không phải nửa người, toàn thân luôn. Đúng rồi. Là cái việc mà mình đi vệ sinh hay mọi thứ là có phải là Trâm Anh không? Trâm Anh làm hết. Rồi kiếm tiền đi học là Trâm Anh. Nói luôn. Dạ. Rồi đi liên hệ với bác sĩ, y sĩ chăm cứu. Nó bán cho cái cô gái, cái con của ông y sĩ đó. Thì ông dạ. Nó mới thấy tôi ngồi cho tôi ăn. Thấy tôi nằm gì nè, lúc tôi ăn thì ông mới hỏi. Thì nó mới nói vậy, ông mới nói là để ông sẽ giúp nó. Lợi ra mỗi ngày ông chăm cứu hai lần cho tôi. Mỗi ngày chăm cứu hai lần vậy mà cũng hay lắm á cô. Chăm cứu khoảng một tháng mấy là tôi đứng gì được luôn á. Chăm cứu tập vật lý trị liệu rồi đó. Dạ. Trâm Anh ơi, em có nghĩ là mình đang đảo ngược vai trò không? Thí dụ như một số cô bé lớn lên thì lúc nào cũng được ba mẹ cưng. Đúng vai trò rồi, là vai trò con cái thì được ba mẹ hỗ trợ ở sau lưng. Nhưng có một số đứa trẻ lớn lên bản thân không có đầy đủ, không đầy đủ tình cha, cũng không có đầy đủ vật chất, thì đứa trẻ đó phải đóng cả vai của người mẹ, người cha, người chị cả luôn. Một mình em đóng hết tất cả các vai, em có thấy thiệt thòi không? Dạ, thực ra thì mới đầu lúc nhỏ em cũng có nghĩ như vậy. Nhưng mà sau đó thì trải qua nhiều thứ hơn thì em mới biết được là mình lớn lên là do những cái trải nghiệm này thì mình càng ngày càng trưởng thành hơn. Và cũng từ những cái trưởng thành đó là chính là mẹ, do mẹ của em là nguồn động lực, cũng giống như là người đã dạy dỗ em. Cho nên là em đã trưởng thành hơn rất nhiều ở tuổi rất là nhỏ so với các bạn. Nhưng mà em rất là trân trọng điều đó, bởi vì nó mang lại cho em nhiều trải nghiệm và cũng giống như là kinh nghiệm sau này. Chị rất là hạnh phúc và cảm thấy rất chạm khi nghe câu chuyện của em. Và thưa quý vị, tôi nghĩ rằng là trong cái nụ cười rất là tươi tắn như một bông hoa hồng mới nở của cô gái 18 tuổi ngồi bên cạnh Hà Trinh đó, ở một đôi mắt rất là hồn nhiên trong sáng, nhưng mà ở trong đó đầy hết tất cả những cái sự dồn nén, những cái vết thương, những cái sự hy sinh mà không phải là cô bé 11, 12 tuổi nào cũng có thể đi qua, mà lại là đi qua liên tiếp và cả một cái quãng đường thanh xuân 18 tuổi nữa chứ. Trong cái quãng đường đó vắng rất là nhiều cuộc đi chơi, vắng rất là nhiều những cái quyền lợi một đứa trẻ nhỏ cần phải được đáp ứng. Nhưng mà bù lại món quà lớn nhất, món quà tuyệt vời nhất, phi thường nhất, đó chính là cô Trinh, mẹ của Trâm Anh. Từ cái trạng thái là liệt toàn thân luôn, nhưng mà cứ vắng mặt Trâm Anh là cô tự tập, tự phục hồi. Và Trâm Anh gọi mẹ là động lực để mà mình có thể cố gắng nhiều hơn nữa, để mà mình vượt qua tất cả và giúp gia đình, để mình mạnh mẽ. Thì ngược lại, mẹ Trâm Anh lấy em xem em là điều phi thường đó Trâm Anh. Nghĩ đến hình đứa con gái nhỏ của mình đi bộ thôi là mình cũng phải cố lên để mà không làm gánh nặng cho con, phải không cô? Đúng. Dạ. Và ngay bây giờ cô nhìn lại hết một cái quãng đường đó, cô đã đi lại bình thường, có thể nói được,
có thể hỗ trợ cho con trên cái hành trình của cô ấy sắp tới á, cô có thấy hạnh phúc không? Rất là hạnh phúc đó con. Cô thấy là cô rất tự hào về con gái của mình. Nó quá là hay, không cô không ngờ nó phải được như vậy á. Dạ. Thì cô nghĩ nó nhỏ quá, con nói con phải trời mình nó lật cô đi nó thay cái thay đồ cho cô thôi cũng là khó khăn. Cái tay nhỏ xíu phải lật. Đúng rồi. Lật người lớn lên rồi thay đồ và đúng làm rồi. Như vậy nhiều lần. Dạ đúng rồi các con. Đi tiểu đi này kia nữa có nghĩa là cũng khó khăn cho nó dữ lắm. Ừ, năm đó em bao nhiêu ký em nhớ không? Dạ em cũng hơi bự con. Em bự con từ nhỏ. Vậy cũng đỡ chứ tưởng là mẹ tầm khoảng năm mấy ký mà em có 30 ký rồi làm sao mà có thể hỗ trợ được cho mẹ. Lúc đó chắc em cũng mập mập cỡ mẹ. Là cô này cô nói gì cũng thấy rất là lạc quan. À, nhìn lại hành trình đã qua thì em học được điều gì ở trong anh? Thì em học được là cái sự nhiều khi cái khó khăn thì đã làm khi mà mình muốn đến cái màu hồng thì mình phải có cái màu đen trước. Là mình phải trải qua những cái khó khăn, mình phải có những cái trải nghiệm như vậy. Thì sau này thì mình sẽ có được những cái kinh nghiệm từ cái đó. Và khi mà sau này mình gặp trở ngại nữa thì mình sẽ không dễ dàng bị gục ngã. Giống như là trưởng thành sau giông bão vậy đúng không? Dạ. Yeah. Yeah. Em thấy một bông hoa mà ở đâu thì em cũng mọc được. Và đây một hạt giống rất là mạnh. Và có phải những điều này em đã đúc kết được từ những cái lời phán xét, từ những cái lời coi thường, từ những cái lời nghi ngờ của những người đã không thấy được hết tất cả câu chuyện đằng sau hay không? Dạ thì lúc mà em học, ông học trong trường á, thì mấy bạn cũng không có thân thiết với em lắm. Tại vì em thường xuyên hay bị cô la vì chuyện nghỉ học. Mà lúc đó nghỉ học là tại vì mẹ em bị bệnh, với lại cũng không có ai ở nhà để cạnh mẹ. Cho nên là em phải nghỉ học rất là nhiều. Sau đó thì tại vì em không có thể nào chia sẻ với các bạn cũng như là cô được. Tại vì cái chuyện đó nó cũng khá là cá nhân, cho nên là em cũng không có dám chia sẻ. Thì cho nên là em hay bị cô la mỗi ngày tới lớp. Và mấy bạn cũng nghĩ là do em ham chơi nên là em mới nghỉ học. Nhưng mà lúc đó thì em cũng không có quan tâm lắm. Em chỉ quan tâm là mẹ em đang rất là bệnh. Cho nên là em cũng không có muốn chia sẻ với các bạn. Nhưng mà các bạn không có hiểu được. Cho nên là các bạn có chiêu ghẹo em lúc mà em bán slime là tại vì em bán để mấy cái trò đó, em bán mấy cái đồ chơi đó thì nó rất là nhảm nhí. Không có lợi ích gì cả. Nhưng mà em cũng không có quan tâm những cái lời đó. Tuy nhiên thì học trong lớp thì em bị trêu chọc như vậy thì em cũng rất là buồn. Dạ. Yeah. Yeah. Có những bông hoa lớn lên mặc kệ người ta bảo rằng bông hoa đó là bông hoa dại, bông hoa rẻ tiền, bông hoa này, bông hoa kia. Nhưng mà chỉ khi nào bông hoa đó nở chúng ta mới biết được hương thơm ngát của nó và cái sắc của nó. Có những sự phi thường mang tên là mạnh mẽ, có những sự phi thường mang tên là tự mình, và có những sự phi thường đến từ lòng yêu thương con vô hạn, đã vượt qua cả cửa sinh tử, đã vượt qua cả giới hạn của tuổi tác để cô ấy có thể vui vẻ hơn, lạc quan hơn và mở ra một cái trang mới của đời mình. Giống như màu áo ngày hôm nay em mặc, mình nhìn lại quá khứ của mình và mình thấy ôi sao mà tôi dữ dội vậy ta, có thể viết thành một câu chuyện nữa chứ. Em có nghĩ như vậy không? Dạ em cũng không biết nữa. Nhưng mà chị tin là như vậy đó. Thật ra chị cũng là một tác giả, chị thấy em một nhân vật rất là truyền cảm hứng đấy chứ. Em nghĩ sao về tương lai của mình? Dạ em cũng không biết trước được tương lai của mình như thế nào, nhưng mà em sẽ cố gắng từng ngày phát triển bản thân của mình hơn, lấy mẹ là nguồn động lực của mình, và cũng như là mẹ cũng là người động viên duy nhất. Dạ. Của em. Dạ. Vậy thì chị sẽ cho em một cái tín hiệu rất là dễ thương. Hiện nay chị thấy là ở trên livestream có rất là nhiều các bạn đang comment, đang tương tác, đang chia sẻ. Và chắc chắn là có rất nhiều bạn đã gửi lời động viên, lời chia sẻ và đồng cảm với câu chuyện của Trâm Anh và mẹ là cô Trinh. Và thưa quý vị, là không biết là quý vị đang theo dõi thì suy nghĩ như thế nào, mọi người có thể đặt câu hỏi cho Trâm Anh cũng như là động viên bạn ấy. Bởi vì bên cạnh nụ cười rất là hồn nhiên, những vết thương vẫn còn đó, nhưng mà quan trọng nhất, bạn ấy luôn luôn nhìn về phía tương lai bằng một cái nhìn thật là hồng tươi và sáng lạn. Ngày hôm nay thì Trinh có một cái comment muốn chia sẻ với Trâm Anh, và Trinh thấy ở trên monitor này đang xuất hiện một cái comment mà chúng tôi vừa ghi lại. Đó là bạn Bích Hà có gửi một cái lời chia sẻ đến cô Trinh và bạn Trâm Anh. Đó là con rất là ngưỡng mộ cô vì đã không gục ngã. Nếu không có cô, con nghĩ là Trâm Anh có thể sẽ không đủ sức mạnh để vượt qua. Con thấy được hình bóng của mẹ con.
khi nghe cô chia sẻ. Và cảm ơn cô. Con muốn hỏi cô là nếu trở về khoảng thời gian với những cái thử thách trước kia, điều mà cô muốn làm nhất lúc đó mà chưa làm được là gì ạ? Điều cô muốn làm nhất là cô muốn đừng có té, để cho con mình nó có một cuộc vui của trẻ thơ á. Tại vì cô thấy nó thích đi chơi với mấy bạn lắm, thích đi Đà Lạt lần đầu nó được đi. Nhưng mà cô càng làm tới thì cô càng lại làm cho nó không đi được. Cô gắng sức để cô đứng lên, để cô bò, để cô làm, để cho nó yên lòng nó đi, cô hiểu không? Nhưng mà không ngờ cô làm cô bị té. Cô bị té rồi cô không, nó làm cho nó không đi được. Nếu quay về thời gian đó, nếu mẹ không té em có đi không? Dạ, nếu mà mẹ không té thì em cũng không đi. Tại vì lúc đó mẹ cũng đang bệnh nữa, là em cũng không dám đi. Dạ, nên chắc cô không có cần phải tự trách mình về khoảng thời gian đó cô à. Tại vì cô có té hay không thì Trâm Anh vẫn sẽ hướng về cô thôi. Và chúng ta sẽ có 1001 cái chuyến đi thanh xuân khác. Bởi vì độ tuổi không quan trọng, 18 tuổi vẫn có thể có một chuyến đi Đà Lạt thanh xuân. Mà nếu mà những người bạn thật sự sẽ hiểu cho mình điều đó, đúng không? Nên cô đừng có buồn về chuyện đó nữa nghe. Cảm ơn bạn Hà đã gửi một câu hỏi rất là hay. Và bạn Minh An cũng có chia sẻ nè: mình rất đồng cảm với Trâm Anh khi bạn sớm nghĩ đến chuyện kinh doanh. Chúc bạn luôn là chỗ dựa vững chắc của mẹ. Dạ. Ngoài ra thì bạn Phương Nguyễn cũng nói là: chị Trâm Anh có thấy mẹ mình thật phi thường không? Em thấy chị Trâm Anh cũng là một người rất phi thường. Hai mẹ con đều phi thường. Em nghĩ sao về bình luận này? Dạ, mẹ em lúc nào cũng gọi là một nữ siêu nhân trong lòng em. Cho nên là mẹ lúc nào cũng phi thường cả. Tại vì em sinh ra là mẹ rất là lớn tuổi rồi. Nhưng mà lúc đó thì em mới sinh ra một xíu thôi thì ba đã mất rồi. Cho nên là mẹ làm hết tất cả mọi thứ. Mẹ nuôi em với anh hai. Cho nên là mẹ là một người em rất là thần tượng. Cô có nghĩ mình phi thường không cô? Cô không dám nghĩ gì. Mà cô có nghĩa là cô nghĩ người đàn bà Việt Nam mình thì ai cũng gì hết trơn. Chứ không phải riêng gì cô. Sống vì chồng hay không còn chồng thì phải vì con, hai đứa con. Thành ra mình phải làm hết mọi thứ để cho con mình. Nhiều khi mình muốn làm nhưng mà mình làm không tới đó, cũng có thể là mình cũng làm cho con mình nó lo, mình cũng buồn chứ. Nhưng mà có nghĩa là những người phụ nữ, cô nghĩ những người phụ nữ Việt Nam là lúc nào cũng nghĩ về chồng, về con hết. Hy sinh cho chồng, cho con hết. Con cảm ơn cô về những chia sẻ này. Thưa quý vị, thật sự mà nói, khi mà nghe những điều này Trinh lại càng chắc chắn một điều đó là đôi khi có những sự phi thường đến từ sự không biết mình phi thường. Là mình cứ lầm lũi mà cống hiến, mình cứ thế mà yêu thương, cứ thế mà bao dung cho đi, cứ thế mà nuôi dưỡng những điều tốt đẹp. Và bỗng nhiên cái ánh sáng hào quang á ở sau lưng mình cứ tỏa sáng mà mình không có thấy. Chỉ có những người yêu thương mình họ thấy và họ lại tiếp tục muốn bảo vệ mình, muốn che chở cho mình, muốn yêu thương mình trở lại. Giống như cách mà Trâm Anh đã nhìn thấy sự nỗ lực của cô, sự hy sinh của cô trong suốt cái thanh xuân đó. Và nếu như có thể làm một điều gì đó cho mẹ lúc này, bây giờ khi mẹ còn ngồi đây, em có nghĩ ra được điều gì đặc biệt cho mẹ không? Dạ, hôm nay thì em thì ngày 20 tháng 10 cũng sắp tới rồi. Thì sẵn tiện thì hôm nay có mẹ ở đây, cũng có chị Trinh ở đây và cũng có khán giả ở đây. Thì em muốn tặng cho mẹ một món quà. Một món quà? Dạ. Và món quà của em để đâu? Dạ, ở đằng kia. Ok. Một món quà. Ồ, còn một món quà khác nữa. Chim giữ cho cái này cho. Cảm ơn bạn nhé. Rồi, đây là món quà của em hả? Dạ. Đây, chị gửi em nhé. Thì nhân ngày 20 tháng 10 sắp tới thì con muốn hát tặng cho mẹ một bài hát cùng với bó hoa này. Mẹ yêu ơi, những vấp ngã trong đời có khi khóc khi cười thì mẹ luôn sát bên. Những năm tháng ta cận nuôi lớn con nên người, con sẽ mãi không quên. Mẹ yêu hơi, lúc biết đứa con rồi, con sẽ cố bước đi trên con đường ước mơ. Con vẫn biết có mẹ kề bên và luôn sẽ chi. Con yêu mẹ nhiều lắm. Wow, cảm ơn con gái của mẹ nhiều lắm nha. Yêu mẹ thì ôm mẹ một cái thật là chặt, mà phải ôm trên 10 giây nha. Người ta nói ôm hờ hờ là ôm xã giao. Mình
ôm mẹ, ôm cảm nhận được hơi ấm của mẹ, số ký của mẹ, hơi ấm của mẹ ha. Rồi, ấm không? Thôi mẹ ăn cái nữa. Không giả bộ đó. Tại vì mình còn phải có một cái không gian để mình chống dịch. Mẹ cũng có món quà đặc biệt tặng cho con đây. Ủa cô, có phải cái hộp này không cô? Dạ đúng rồi. Con tưởng cho con. Dạ. Đây là món quà đặc biệt mẹ để dành tặng cho con gái yêu của mẹ đó. Dạ. Style by B&G. Con đọc thấy cái chữ ở trên đó mà không biết bây giờ con hỏi, con tò mò cái đó là cái gì được không cô? Dạ, đó là cả tấm lòng của người mẹ dành cho con gái, một món quà đặc biệt của cái ngày 20 tháng 10. Dạ. Em Anh ơi, em có muốn khui ra cho chị xem được không? Chị cũng tò mò quá à, hay nó dễ thương quá à. Style by B&G là cái hộp ở trong là gì vậy? Style by B&G. Em khoe cho mọi người. Ui. Ôi, trang trí dễ thương quá à. Vỏ sò. Có một cái hộp khác nữa. Ồ, cái này, ồ, đẩy ra. À, là gì vậy? Món phụ kiện nào vậy? Một cái vòng cổ. Con thích không? Dạ thích. Rất là dễ thương cho con gái của mẹ. Ủa, Trâm Anh, đây có phải là lần đầu tiên mẹ tặng một món quà nào đó, một món quà rất là con gái cho em không? Dạ, thì đó giờ mẹ luôn luôn mua những cái đồ mà, tại vì hồi nhỏ em rất là điệu cho nên là mẹ hay mua rất là nhiều trang sức cho em, nhưng mà em không thích mang. Nhưng mà riêng cái trang sức này thì rất là đẹp luôn, tại vì đây là cũng là cái tấm lòng của mẹ tặng cho em. Dạ. Con cảm ơn cô đã mang bất ngờ rất là dễ thương này để đáp lại tấm lòng của Trâm Anh. Nhiều khi thấy không, mình tặng mẹ mình bó hoa là mẹ mình sẽ trao lại một món quà thật là đặc biệt hơn nữa. Đó là sự đầu tư của người mẹ, lúc nào cũng là to lớn gấp trăm ngàn lần những gì mà chúng ta đã bỏ ra. Nên không có gì mà lời bằng việc yêu thương mẹ hết. Và nhất là khi chúng ta vẫn còn thời gian, vẫn còn điều kiện, vẫn còn có thể chăm sóc cho mẹ, cảm nhận lấy mẹ. Và sẽ là tiếp biết bao nếu chúng ta không có tận dụng và phải nói từ giá như sau này mới không có làm liền, đúng không Trâm Anh? Dạ. Yeah. Các bạn thân mến, nãy giờ Trinh thấy là các bạn cũng đã theo dõi rất là chăm chú, để lại thật nhiều những bình luận, và nhất là những bình luận ghi là người phi thường nhất, người phụ nữ mà đặc biệt nhất trong lòng tôi á, thì Trinh đã ghi lại hết rồi. Và ban biên tập cũng sẽ lát nữa sẽ chọn ra 100 bạn may mắn nhất để nhận vào cho 200 ngàn từ B&G nha. Và Trinh có một cái mini game dễ thương hơn nữa để dành cho những bạn nãy giờ đã ủng hộ cho câu chuyện của Trâm Anh và cô Ngọc Trinh nè. Chúng ta có một phần thưởng, đó là voucher 500 ngàn. Và voucher này có thể sử dụng để mua sản phẩm bạc của B&G Silver. Và mong rằng các bạn sẽ trả lời câu hỏi sau đây để chúng ta có thể tham gia lấy được phần quà này trước khi chào tạm biệt Trâm Anh và cô Ngọc Trinh nha. Đây là câu hỏi nè, mini game đố các bạn thông điệp mà chúng tôi gửi đến, mà B&G gửi đến nhân dịp 20 tháng 10, mừng ngày phụ nữ Việt Nam hôm nay là gì? Các bạn hãy để lại thông điệp đó sau câu hỏi của Hà Trinh, và nhớ là để chúng ta có thể được chọn, mình chọn con số may mắn từ 000 cho đến 999 đi. Đó, mình chọn ngẫu nhiên một con số mà bạn thích nhất từ 000 tới 999. Và câu hỏi cụ thể như sau nha. Điền vào chỗ trống thông điệp sau đây: gói trọn yêu thương chấm 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 chấm. Còn gói trọn yêu thương chấm 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 gì đó thì mọi người xem lại cái chủ đề livestream để biết liền ha. Ôi trên không có lộ đề nha. Bây giờ các bạn cứ comment đi, rồi chúng ta biết đâu sẽ chọn được một nhân vật may mắn nhất sở hữu được voucher 500.000 đồng. Còn ngay bây giờ thì trò Trinh xin nhắc lại là 100 bạn chúng ta để lại bình luận người phụ nữ phi thường nhất trong lòng tôi là ai. Ngay tại livestream ngày hôm nay, các bạn sẽ có cơ hội nhận được 200.000 đồng voucher của B&G, và các bạn có thể sắm cho mình một món quà thật là dễ thương, hoặc là một cái nhẫn nho nhỏ, một cái bông tay đáng yêu dành cho người phụ nữ mà bạn yêu thương nhất, như mẹ nè, chị gái nè, em gái nè, hay là đồng nghiệp nữ, hay là bà của mình. Các bạn hãy thoải mái nhé. Và ngoài ra trước khi tạm biệt một cái phần một của chương trình này, Trinh cũng nhắc lại luôn là nếu như chúng ta mua bill trên 10 triệu hoặc là 5 triệu, chúng ta đều sẽ có những món quà khủng đặc biệt. Thí dụ như là mua bill trên 5 triệu, các bạn sẽ có phần quà đi kèm trị giá lên đến 10 triệu đồng, và là các bạn sẽ được giảm giá 40% cho trang sức kim cương và đặc biệt là phụ kiện vỏ nữa. Ngoài ra thì nếu mà các bạn đặt hàng online thì lại được giảm thêm, ưu đãi thêm 500.000 đồng. Mong rằng những thông tin này sẽ giúp cho chúng ta có thêm sự lựa chọn thú vị và ưu đãi tiết kiệm để mình mua một món quà thật là thiết thực, ý nghĩa, trao tặng cho người mình yêu thương, là những người phụ nữ luôn hết lòng dành thật nhiều sự chăm sóc nuôi dưỡng cho bạn nhé. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ gửi lời chào tạm biệt đến Trâm Anh, cô gái 18 tuổi, chủ tịch Hot Girl,
cục cưng của mẹ, chiến sĩ trong lòng chị, hay là cô Ngọc Trinh, một người phụ nữ á, dù là có thể dễ dàng buông xuôi đó, nhưng không, tôi phải chiến đấu tới cùng vì con gái tôi cần tôi trên cái đoạn đường sắp tới. Cả hai đều rất phi thường, và Trinh mong là mọi người sẽ giữ được những cái ký ức đẹp này để nếu mà có khó khăn nữa trên đời, nó lại xuất hiện giông bão đến một lần nữa, mình có một cây dù bật lên để đi qua nó, và cây dù đó là sự phi thường của tình yêu thương. Cảm ơn Trâm Anh và cảm ơn cô Ngọc Trinh đã đến với chia sẻ ngày hôm nay. Cảm ơn chị. Dạ, cô muốn nói gì với tất cả những người mẹ đang theo dõi không ạ? Dạ, thì tôi muốn nói với người mẹ là lúc nào cũng yêu thương con gái của mình, dù có một chuyện gì cũng phải cố gắng lên để đi theo con gái mình đến cùng. Dạ. Cố gắng lên các mẹ ơi. Dạ. Đáp lại điều đó thì Trâm Anh sẽ nói gì? Là em sẽ nói với mẹ em đúng không? Đúng rồi, tại vì mẹ và các mẹ khác thì giống nhau là thôi vì con cái, các mẹ ơi cố lên, không thấy ước gì cho mình, không thấy chúc gì cho riêng mình hết á. Dạ, thì em muốn chúc cho mẹ em cũng như là các người mẹ là sẽ luôn mãi trẻ đẹp và phải luôn nghĩ đến bản thân mình nữa. Tại vì con cái cũng sẽ rất là vui khi mà được thấy ba mẹ, bậc phụ huynh của mình lúc nào cũng hạnh phúc và nhờ cái sự hạnh phúc đó thì con cái sẽ có nhiều niềm tin và cũng giống như là có nhiều động lực hơn. Dạ. Dạ, để có thể phát triển. Cảm ơn em vì một lời chúc rất ý nghĩa nha. Đôi khi hạnh phúc chính là cái phụ kiện đẹp nhất, nhưng mà mình mua phụ kiện tặng mẹ thì cũng chính là món hạnh phúc. Vậy túm lại là chúng ta hãy biến những hành động thiết thực thành một món quà ý nghĩa cho mẹ của mình thay vì những mỹ từ. Cảm ơn Trâm Anh và cảm ơn cô Ngọc Trinh ạ. Dạ, cảm ơn quý vị. Và bây giờ xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp nối câu chuyện với một câu chuyện đặc biệt khác. Xin mời mọi người theo dõi ạ. Kiều Trinh xin kính chào quý khán giả. Sau những tháng ngày vừa qua thì lời nói đầu tiên Kiều Trinh kính gửi lời chúc sức khỏe, chúc bình an đến tất cả anh chị em, với lại tất cả quý khán giả cùng gia đình mình luôn luôn được bình an khỏe mạnh. Về già mình chỉ muốn mình một người vui vẻ. Nói chung là mình mặc dù nghĩa là mình 80-90 tuổi rồi, nhưng mà mình tâm hồn cũng vẫn còn như đôi mươi á, luôn luôn vô tư yêu đời, gặp ai cũng vui vẻ, giống như mình có thể làm khiêu vũ nè, hoặc là như một cô gái tiểu thơ mặc đồ mình thích sống về quê, trong khung cảnh thôn quê nhiều cây cối chim chóc muôn thú đâu, thích như vậy. Nếu mà được rủ ai đi thì người đầu tiên thật sự duy nhất là tôi muốn rủ là mẹ. Bởi vì mẹ ra đi đột ngột quá, 11 năm nay mình muốn ăn một bữa cơm với mẹ thì cũng không có cơ hội đó. Nhớ nhất là con gái mình, bé gái lớn mình á, con yêu mẹ nhiều nhất. Nói chung là tin nhắn của con, gái bé Tú á, tại con luôn là người động lực và bao nhiêu biến cố thì con lại giúp mình trở lại cuộc sống cân bằng và trở lại chính mình. Và con gái Cẩm Tú của mình á, những món quà và những cái tin nhắn con lại mẹ cứ an tâm mình đi làm, con nhớ mẹ mình để giữ sức khỏe. Luôn luôn trong đầu mình luôn luôn nhớ hình ảnh cả tất cả những gì liên quan con gái đầu tiên của mình, gái lớn bé Thanh Tú. Có. Mình sợ nhất một ngày nào đó thì mình phải xa ba mẹ, xa người thân, xa các con mình, đó là cái điều mình sợ nhất. Mặc dù nhưng mà biết điều đó sợ, nhưng mà mình sẽ không tránh được cái nỗi sợ, mình buộc lòng đến một ngày đó mình phải đối diện nỗi sợ đó. Sự hy sinh. Bởi vì thì hy sinh vì tình yêu, hoặc là hy sinh tất cả cho con, cho chồng, cho gia đình. Trinh thấy là hai cái chữ hy sinh đó, người phụ nữ Việt Nam là tuyệt vời nhất so với các người phụ nữ ở một số phương khác. Chào mừng quý vị đang cùng quay trở lại với buổi trò chuyện trong khuôn khổ livestream gói trọn yêu thương cho những người phụ nữ phi thường. Và câu chuyện tiếp theo là một nhân vật mà quý vị đã biết là ai rồi. Dạ, em chào chị Kiều Trinh. Chào MC.
Dạ. Xin lỗi cái quen cái kiểu MC. Chào em Hà Trinh. Kiều Trinh xin kính chào quý vị và chúc quý vị sức khỏe dồi dào bình an. Dạ, em để ý hôm nay mình có duyên dễ sợ là cô Ngọc Trinh nè, xong rồi chị Kiều Trinh nè, dạ, Hà Trinh nè, giống như mọi thứ nó gợi đến một cái chữ là chữ Trinh, là tiếng Anh là Clara đó, giống như là một cái tên rất là trong sáng, một cái gì đó nó trong vắt. Giống như lúc mà mẹ em đặt tên cho em á, mẹ em đặt Hà Trinh có nghĩa là một cái dòng nước nó trong, mong cuộc đời con á sau này nó trôi cũng nhẹ nhàng, không có cái gì lợn cợn trở lại. Nhưng em thấy không có dòng nước nào ở trong hoài được. Ở trong lúc mà trôi thì kiểu gì cũng có lục bình rồi, cũng có cái này cái kia. Chị có thấy như vậy không? Tên Trinh đúng là rồi, thường nhiều chuyện xảy ra lắm. Chính xác. Đa số những người mà tên Trinh như mình á, và nhất là lót chữ Kiều của chị, mọi người vẫn nói cái chữ Kiều khổ lắm. Yeah. Nên luôn phải có sóng gió rất nhiều khổ. Cho nên mà cũng đôi lần á, thắc mắc hỏi sư hỏi mẹ, mẹ tại sao mày đặt. Tại hồi xưa ông bà xưa mình hay đặt tên là tên xoài, tên mít, tên ổi, tên quê mà. Không có đặt tên mà kiểu như vậy, mình không hiểu cái nghĩa. Yeah. Kiều Trinh là gì. Thì hỏi cái má đấy thì thấy hay đặt thôi. Chứ không có ý nghĩa gì hết. Tại thấy cô Kiều cô đẹp. Và mà dù cho có gian truân kiểu gì á thì cô Kiều cô cũng có thể tìm lại được và giữ được cái phẩm hạnh của mình, giữ được cái sự thuần khiết trong cái tâm tưởng của mình. Chị có nghĩ rằng qua tất cả mọi thứ mình đã có được một cái bến đỗ bình an chưa? Giống như mọi người cũng đã biết nhiều về cuộc đời sống của Kiều Trinh rồi. Thì hiện tại Kiều Trinh cảm thấy mình rất là bình an với bến đỗ lớn là tại gia đình của mình. Dạ. Trong đại cái gia đình với những người thân yêu. Chứ còn cái bến đỗ theo ý nghĩa khác thì là chắc chắn là không. Mà mình đã quyết định chọn bến đỗ hiện tại bây giờ. Thật ra nếu mà chị trả lời rằng là tôi cảm thấy rất bình an, đây là bến đỗ cuối cùng của tôi, thì em cũng không có tin đâu. Tại vì em không tin rằng là bất cứ ai sẽ đều có một cái gì đó ổn định chắc chắn. Đúng rồi. Vì không có cái gì trên đời là tuyệt đối, phải không chị? Đúng rồi. Dạ. Nhưng mà tạm thời khi mà qua câu trả lời của chị, em nhận ra là chị rất là thật. Và chị rất chấp nhận. Và chị biết đủ với những gì mình đang có. Có những thứ không đủ đúng không? Nhưng mà có những thứ mình cảm thấy nó rất là tuyệt vời. Nó rất cảm kích. Đối với chị nghĩ đủ hay không đủ do mình thôi. Dạ. Bao nhiêu cũng đủ, bao nhiêu cũng không đủ. Do mình cảm thấy điểm thời điểm đó mình cảm thấy đủ là vừa đủ. Chứ còn ai cũng mong muốn rất là nhiều điều. Nhưng quan trọng cái phần số và sự nỗ lực của mình. Và mọi cái chuyện đến là theo phần số. Nên mình cảm thấy hài lòng với điều đó là được, là tốt. Dạ. Để làm rõ hơn cho quý vị khán giả, những người rất là quan tâm đến đoạn đường phía trước khi chúng ta đến bến đỗ tạm thời là bình an đó, nó trắc trở làm sao, thì chắc em cũng kể sơ sơ lại cuộc đời của mình á, cũng lên lên xuống xuống, rồi cũng đối mặt với đổ vỡ về từ tình yêu, hôn nhân cho đến kinh tế, sự nghiệp, mọi thứ nó không bao giờ là bằng phẳng cả. Nhưng mà khi mà ngồi đây á, chị vẫn như kiểu là thôi tới thì tới. Đúng rồi, chính xác là vậy. Chấp hết. Thời gian đó chị có nghĩ đó là những cái tai họa, những cái biến cố, chị có nằm đắp tay lên trán và nói là ông trời ơi, tại sao là Kiều Trinh mà không phải là những bạn khác, sao không phải Hà Trinh đi, sao phải là Kiều Trinh? Bao giờ đó đâu. Thực sự nếu mà nghĩ là biến cố thì đến hiện tại trinh nghiệm lại cuộc đời mình trải qua ba biến cố lớn, còn những biến cố nó cũng vừa và cũng không vừa và cũng không nhỏ, cũng nhiều. Nhưng biến cố lớn nhất đối với Trinh đó thì thời điểm Trinh nhớ năm khoảng 2002, biến cố đầu tiên. Yeah. Đó chính là khi mình vừa ly hôn. Ly hôn đầu năm 2002 thì khoảng cuối năm là cái đó cũng cái biến cố và cái duyên phận á, thì lúc đó mình chỉ là thợ may thôi. Yeah. Sau đó thì tình cờ mình được casting vào cái phim Mùa Lên Trâu. Trúng vai đúng không chị? Và mình vào vai nữ chính Mùa Lên Trâu. Thì thời điểm trước khi mình đi Mùa Lên Trâu khoảng một tuần thì ngày đó mình vẫn đang làm ở Sài Gòn, mình làm nhân viên phục vụ quán ăn thôi. Mình về mình thăm ba. Cuối tuần chủ nhật mình được nghỉ về thăm ba thì đụng cái sáng sau chuẩn bị đi thì ba bị tai biến. Ba bị tai biến, ba liệt nửa người. Rồi khoảng một tuần sau là mình phải đi quay, mọi hợp đồng đã ký hết trơn rồi. Yeah. Đó thì thời điểm mà lúc đó nhà thì đổ nợ. Chị gái đổ nợ và chị cũng đi. Thì bản thân mình phải ở lại mình nuôi bé Tú, con gái mình khoảng 5 tuổi và một đứa cháu 7 tuổi. Đó. Và không còn, nói chung là rất khó khăn. Vẫn nhớ là mấy dì cháu thời điểm đó là không có ăn cái mọi người biết cái bếp dầu hồi xưa mình đó, thì mình chỉ có được một cái trứng vịt, bỏ muối vô đánh lên chiên thì ba dì cháu ăn mà không có dầu nữa, cái trứng nó cháy khét đó. Lúc đó mình làm tối á thì mình làm hai công việc lận. Lúc đó mình làm, nhớ là sáng thì 6 giờ sáng mình dậy, mình sẽ đạp xe đi lên khu công nghiệp Tân Bình, mình làm thợ may. 5 giờ chiều mình về nhà. Và sau đó mình đi xin vào quán ăn phục vụ để mình làm. Rồi làm tới 1-2 giờ đêm mình về ngủ.
ngủ thì một đêm ngủ chỉ mấy tiếng, đó là biến cố đầu tiên. Và biến cố thứ hai là cách đây 11 năm. Khi mình, thời điểm đó mình có gom góp tiền để dành và mình cũng tin tưởng bạn bè thì mình đưa người ta đi ngôi chung cư trả góp. Và lúc đó mình đang có mang em bé thứ hai là con trai mình. Thì thời điểm đó mình bị lừa trắng tay. Thì trước khi sanh khoảng 3-4 tháng thì cái linh tính của mình, mình thấy những cái lần hẹn hò, những gì, những lời nói không đúng, hẹn dẫn đi coi nhà những này không có. Và bản thân mình sau đó mình đùng một cái phát hiện ra mẹ bị ung thư thời kỳ cuối. Yeah. Thì mình mới nhắn tin mà nói chị ơi cho em xin lại tiền, em không mua nhà nữa, em chỉ muốn dành tiền chữa bệnh cho mẹ em. Thì sau đó chị ấp máy và lóc luôn. Rồi sau đó và mình nhớ hoài cái đến giờ 11 năm không bao giờ khoảnh khắc đó là mình về quê, mình vẫn đi làm đến tháng thứ 8. Và sau đó mình về thì mình cho mẹ mình được 1 tháng rưỡi. Và trước khi mình đi sanh, mình ở Sài Gòn, trước khi mình về quê thì mình hỏi, gọi điện hỏi bệnh viện thì họ nói là đi sanh thường 5 triệu, đi sanh mổ thì 10 triệu. Mà thật sự tại bản thân mình biết con mình phải sanh mổ bởi vì cháu bị nhau tròn cổ 2 vòng. Và cá nhân mình lúc đó trắng tay, mình chỉ còn có 1 triệu mấy đồng người. Mình không nghĩ chuyện sanh, mình chỉ biết bây giờ về nhà thì thời điểm là mẹ hấp hối. Vì bản thân khi vào bệnh viện thì má biết là mình giấu má hoàn toàn, không nói gì bất cứ chuyện tình cảm, chuyện em bé gì giấu hết. Mà mình làm sao giấu được, thì má chỉ nói là không, má không nằm viện, má không điều trị nữa. Bây giờ con với anh em gia đình có mượn tiền thì má cũng biết mình sẽ chết, sẽ mắc nợ, nên bây giờ cho má về nhà. Đó thì mình sanh cu quậy năm nay 11 tuổi thì 2 ngày sau. Sanh xong 24 tiếng mình xin xuất viện về nhà để gặp mẹ, tại vì mẹ hấp hối trong 1 tháng đó. Thì 24 tiếng đồng hồ sau thì mẹ mất. Đây là biến cố thứ hai. Nói chung 2-3 năm nay cũng có nhiều, nhưng mà đó là 2 cái biến cố lớn nhất. Dạ. Em xin lỗi vì đã gợi lại tất cả những cái điều này, giống như là mình đang cào lại những cái vết thương rất là cũ. Người ta cứ nói là cô ấy rất là mạnh mẽ, cô ấy sẽ đối diện với nó rất dễ dàng. Nhưng mà không ai là cái người hiểu được thật sự là đối diện với nó đau đớn, là nó mệt mỏi như thế nào. Nhưng ngày hôm nay khi mà nhìn thấy chị ở trên màn ảnh nhỏ, trên các phim truyền hình, trong những cái buổi casting dự án, hay là trong những bộ phim trên màn ảnh rộng, em đều cảm thấy là vẫn là Kiều Trinh của năm nào của mùa Lan Trâu. Mà tôi có thể làm bất cứ điều gì quý vị yêu cầu, chỉ để những người xung quanh tôi được đủ đầy và hạnh phúc, tôi sẽ hy sinh hết. Đây có phải là điều mà chị tìm thấy điểm chung giữa rất nhiều những người phụ nữ Việt Nam hay không? Cái điều đó là hẳn tất nhiên rồi. Thật sự nói thật lòng luôn á, Trinh á, các bạn thấy Trinh mạnh mẽ, các bạn thấy Trinh giỏi giang, nhưng mà đối với cá nhân Trinh, Trinh cũng nghĩ Trinh một người phụ nữ bình thường như tất cả người phụ nữ Việt Nam khác. Chẳng qua là công việc của Trinh được mọi người biết, và mọi người biết nhiều về cuộc đời, những biến cố thăng trầm của Kiều Trinh. Trước ngoài xã hội mình còn rất nhiều hoàn cảnh khác. Dạ. Bản thân cá nhân Trinh đi quay, Trinh gặp, thì cái đức tính chung của người phụ nữ Việt Nam mình, họ hy sinh, họ chịu đựng. Và điều đặc biệt là một khi đã có một mái ấm gia đình, có con, thì họ hầu như họ dành tất cả, tất cả là vượt qua bao biến cố, đến cả ngay cái sinh mạng mình luôn cũng không từ, thì để dành cho người thân, có người gia đình mình đó, để bảo vệ họ. Và chị nghĩ đó là sự phi thường. Chị không biết dùng từ phi thường, có thể mình ra cái đức tính, mình dùng cái từ gì, chắc là cái là phi thường của sẵn của người phụ nữ Việt Nam mình. Tại vì phụ nữ phương Tây cũng có, nhưng mà thật sự mình thấy cái sự chịu đựng, hy sinh của người phụ nữ Việt Nam mình rất nhiều, nhiều so hơn các phụ nữ. Là sống vì mọi người xung quanh, sống vì sự an vui của những người mình thương yêu nhiều hơn là bản thân mình. Đúng rồi. Dạ. Hiện nay thì em thấy là có rất nhiều bình luận đang để lại để chia sẻ, có những cái phản ứng sẽ trái chiều, có những người đồng ý hoặc không đồng ý với những quan điểm mà chúng ta vừa trao đổi với nhau. Nhưng em thấy đa số mọi người đều hiểu được cái cảm giác khi mà chúng ta cứ phải quên mình và luôn luôn dành hết thời gian, tâm huyết để yêu thương những người con, những người chồng, những người thân của chồng, và yêu thương tất cả những người không phải là mình, nhưng cuối cùng mình lại bỏ quên mình ở trong gương. Điều đó rất là buồn. Bạn Hạnh Huỳnh thì để lại một cái bình luận thế này nè chị Trinh: mình cũng đã từng 2 lần đổ vỡ và mình hiểu cảm giác của Trinh. Nhiều lúc mình còn tự trách bản thân vì mình mà con cái mới trở nên khiếm khuyết tình yêu thương. Trinh có thể cho mình và những người phụ nữ khác một lời động viên để tiếp tục vững bước trên con đường này không? Trinh xin phép nói về bản thân cá nhân Trinh thôi. Mong các bạn
Trinh biết các bạn cũng giúp Trinh. Các bạn sẽ rất yêu thương mẹ mình. Và các bạn sống tất cả. Khi các bạn chưa có con cái thì tất cả vì mẹ. Thì Trinh vẫn nhớ hoài cái lời mẹ của Trinh. Cái ngày mẹ hấp hối á, là cái ngày khi Trinh sanh được 24 tiếng Trinh ẵm em bé về, thì thật sự cái nỗi không bao giờ quên cái lời nói, cái hình ảnh, ánh mắt của má lúc đó. Bởi vì Trinh vừa làm mẹ được 24 tiếng là Trinh mất đi người mẹ đó. Cho nên Trinh nhớ hoài cái câu nói của má là, nhưng mà cái Trinh không may mắn thì bị cái người bố bé thì nó không bên cạnh. Nói chung là chúng mình đã quyết định không có. Thì má nói cái câu là con đã tạo ra con được thì con phải có trách nhiệm với con. Cái câu nói đó chính là mình không dùng gần như là một cái thiên mệnh. Xin lỗi Trinh dùng cái từ gì bản thân đôi lúc. Vì sau cái biến cố tai nạn cách đây 7 năm là Trinh bị mất trí nhiều, Trinh không biết dùng cái từ gì cho chính xác. Trinh nói gần như một cái thiên mệnh, một cái mệnh lệnh của cái gì linh thiêng lắm đối với mình. Dạ. Cho dù bất cứ hoàn cảnh nào Trinh luôn nhớ cái câu nói đó. Thì hôm nay Trinh cảm thấy mình rất là cảm ơn công ty BNG và chương trình để Trinh ngồi đây Trinh chia sẻ. Tại vì thời gian gần đây Trinh nghe và Trinh đọc báo đài rất nhiều trường hợp các bạn trẻ đó, các bạn bị lỡ cái gì đó, thì có nhiều trường hợp mấy em bé nó bị bỏ rơi nữa. Thật sự Trinh rất là đau lòng. Thì Trinh chỉ chia sẻ một chút là các bạn hãy đặt mình vào như mẹ mình. Khi mẹ mình có mình thì dù bất cứ hoàn cảnh nào mẹ mình không bao giờ bỏ mình. Thì các bạn hãy đặt hoàn cảnh vào đó thì các bạn sẽ hiểu, sẽ yêu thương. Trinh biết dù bất cứ hoàn cảnh nào các bạn sẽ có nhiều lý do, nhưng mà Trinh nghĩ con cái đến với chúng ta là một cái tài sản quý báu không bao giờ có được, và các bạn sẽ vượt qua được giai đoạn đó. Bản thân cá nhân Trinh, các bạn biết thì một mình Trinh lo tới 3 đứa con với ông ngoại nữa. Trinh cũng rất là mệt mỏi nhiều chứ. Trinh đã từng có ý nghĩ nó không tốt, nhưng rồi nhìn lại, nhìn những nụ cười, những gương mặt các thiên thần trong đêm ngủ, mình lại vượt dậy, mình lại lên tinh thần. Thì mong các bạn cũng sẽ giống Trinh, nhìn những nụ cười của các thiên thần của các bạn, và hãy nhớ nụ cười vòng tay ấm áp của mẹ các bạn, thì các bạn sẽ làm động lực các bạn vượt qua được tất cả. Dạ. Yeah. Và những thiên thần đó vừa là điểm mạnh nhưng cũng là vừa là điểm yếu của phụ nữ. Có thể rất mạnh mẽ ở bên ngoài nhưng dễ dàng rơi nước mắt và dễ dàng thứ tha cho thiên thần của mình. Nhưng mà cũng nhờ những thiên thần đó, những người ngây thơ hồn nhiên với đôi mắt là có cần qua chứ cần mẹ thôi. Đúng. Mình sẽ mạnh mẽ hơn rất nhiều, vượt qua rất nhiều những đêm thức trắng vì công việc, để mà có thể chắc chiêu từng đồng vì mưu sinh. Chỉ cần gia đình của mình đủ đầy và hạnh phúc, và cũng không cần đáp đền nữa. Đó, chị gọi là thiên chức, và chị nghĩ cái từ đó lớn lao. Nhưng em nghĩ đó là sứ mệnh, nó cũng giống như nhau thôi. Nó cũng là một điều gì đó rất là đặc biệt mà không phải ai cũng làm được, ngoài những người thân yêu nhất của mình là mẹ, là chị gái, những người ruột thịt của mình. Và những dự định tiếp theo của chị á, vẫn sẽ là vì con cái. Bé Phong năm nay cũng đã lớn 11, 12 tuổi rồi. Thanh Tú thì cũng đã có những cái dấu ấn riêng trong sự nghiệp. Chị sẽ vẫn vì mọi người, hay là chị sẽ dành những thời gian còn lại cho những hình ảnh mà chị đã miêu tả trong clip đầu á, là tôi sẽ có một cái tuổi già vui vẻ, tôi sẽ có một cái vườn, tôi sẽ mặc cái áo đầm, rồi tôi sẽ nhảy đầm, xong rồi tôi sẽ có một cuộc đời viên mãn và hạnh phúc với một nụ cười tươi. Cũng như các bạn biết, năm nay là một cái năm không xảy ra không mong muốn, rất nhiều chuyện buồn của năm đại dịch. Thì sau thời gian vừa qua là 4 năm tháng mình gần như mình gọi là bị nghỉ dịch, sau đó Trinh rút ra được rất nhiều, mặc dù thời gian qua Trinh dành cho người thân, cho gia đình, cho công việc, nhưng mà 9 năm tháng qua Trinh ở nhà và Trinh về quê đó. Dạ. Thì thật sự luôn, Trinh rút ra là thời gian bên gia đình rất là quý báu, và ngay cả thời gian chăm sóc bản thân mình nữa kìa. Chứ hồi xưa giờ ở Sài Gòn Trinh chỉ biết là cứ nghĩ là đi làm có tiền lo cho con. Dạ. Để con có được đi học, con không đói là xong. Nhưng mà bỏ quên mình, thực sự bỏ quên mình. Nên có thời gian sức khỏe Trinh tệ lắm. Trinh xuống mà xuống cả ai nhìn cũng biết cả thần sắc cẳng mọi cái. Còn bây giờ sau này mọi người cứ gặp vẫn hay khen, ủa sao dạo này em trẻ ra vậy, và em vui tươi với em vẫn hay giỡn. Em mới đi phẫu thuật thẩm mỹ về mà có đâu. Nhưng mà cái điều mà mình nghiệm ra được á, điều đầu tiên là mình dành được thời gian rất nhiều, hầu như toàn thời gian cho con mình, cho ông ngoại, những người thân nhất của mình, và bên cạnh đó mình thành thời gian chăm sóc cho bản thân mình. Yeah. Mình may một chiếc áo mới cho con, tại bản thân cá nhân thì mọi người biết Trinh là thợ may hồi xưa mà. Trinh dành thời gian Trinh may rất nhiều cái đầm cho bé Út, may áo cho ông ngoại cũng không chịu mặc đâu, ta có đi đâu đâu mà mặc, ba cứ mặc đi đó. Hoặc là siêu quậy thì
mua, mẹ mua cho con chi nhiều vậy? Đó. Và bản thân bên cạnh đó mình vẫn mặc đồ mới hoài à. Mình vẫn tự may đồ thông bình mình sẽ mặc đó. Và như một món quà cho bản thân. Đúng rồi. Dạ. Thì giống như là mình yêu thương bản thân mình nhiều hơn. Vì bản thân mình khỏe, mình mới lo được cho những người thân đó. Hồi trước là mình lại sai lầm là mình đi làm kiếm nhiều tiền để lo cho người thân mình. Mình bỏ bê mình. Lỡ mình có cái gì bắt trát thì sao? Sau này hiểu ra mình phải yêu thương bản thân mình trước. Khi mình thật khỏe thì mình mới lo được tất cả những người đó. Con đường rất là dài. Dạ. Và ánh mắt lấp lánh của chị đã minh chứng cho điều đó. Khi mà ngồi cặm cụi, chọn vải, may một cái áo rất là mất thời gian. Dù là kỹ thuật của một cô thợ may nhà nghề cũng không thể nào mà nói là không thành vấn đề được. Vì may cho ông ngoại, may cho bé quậy, xong may cho Tú, thì đấy, may cho mình nữa. Cái gì đến hình Tết, Tết năm ngoái năm kia là một mình thật sự là mình có mở cái shop áo dài đó. Dạ. Thì mình lo may đồ cho khách á. Đến ngày cuối là không có đồ ai hết. Cuối cùng mình tự ngày cuối cùng mình may được mình cái, ông ngoại cái, Út cái. À, ông ngoại Út siêu quậy là bốn người. Dạ. Áo thun, áo sơ mi. Cái áo thun may rất là nhanh. và bốn màu luôn. Đó. Đó may hai cái thì đó nó áo thun nhanh lắm chứ mình không có may kiểu cỏ. Mình tại vì mình ở Tết ở quê mà, chủ yếu là quan trọng Tết nó có màu sắc để chụp hình kỷ niệm gia đình với nhau. Không được vậy nữa nghe. Không phải nói chuyện không được may áo. Nhưng mà không được tới cận cuối cùng mình mới cho mình cái cuối cùng của cái giờ cuối cùng giao thừa. Giống như là thì, cái gì tốt đẹp tôi cho người ta hết, tới lúc mà còn thừa lại cái gì thôi tôi cho tôi. Không được vậy nữa nghe. Thì tại vì nói thì nói vậy nhưng mà cái tính mình hồi xưa giờ vẫn quen như vậy rồi. Khi mình đã hứa với ai một điều gì mình phải làm hoàn thành cái điều đó trước. Mình tới bản thân mình. Em giận chị ghê. Em biết cái tính chị vậy á. Nên hôm nay là em định là để cái phần quà đặc biệt này cho phía cuối cùng. Nhưng em nghĩ rồi, cái nào mà tốt nhất đẹp nhất là em phải đưa cho chị đầu tiên. Để mà không có để cái suy nghĩ là thôi cái gì mà hả dư dư thì tôi để lấy cuối. Không, chị xứng đáng có những gì tốt nhất trong thời điểm chị muốn nó nhất, trong lúc mà chị tươi tắn nhất, trong khi mà thần sắc của chị đẹp nhất. Và chị nhắm mắt lại đi. Ok. Rồi, em biết là chị đoán được cái gì rồi, nhưng mà chị chưa biết được ở trong đó là cái gì. Không biết hồi đó có vụ cầu hôn không, nhưng cái này chị tưởng tượng không phải em cầu hôn chị nha. Xin mời chị mở mắt ra. Em mong rằng những gì lấp lánh ở trong này sẽ tượng trưng cho nụ cười của chị khi mà ánh hào quang của sân khấu chiếu vào. Em không biết đây là hình dạng gì, nhưng em cảm thấy nó giống như là một đôi cánh. Đôi cánh lúc nào cũng hướng thiện, lúc nào cũng hạnh phúc. Và em mong rằng món quà nho nhỏ lấp lánh xinh xắn từ P&G sẽ mang đến cho chị thật nhiều những lời động viên và thật nhiều những lời chúc. Và điều quan trọng nhất là hãy để cái gì tốt nhất, hạnh phúc nhất cho bản thân mình và những người thân yêu nhất của mình tại thời điểm mình muốn nó nhất, chứ không phải là để thừa lại rồi mới cho bản thân mình một cơ hội được vui. Em mong chị hạnh phúc. Cảm ơn em. Có lẽ không ai tin. Đây là cảm ơn công ty P&G. Mọi người biết Trinh có ba đứa con mà chưa bao giờ một người nào chưa bao giờ nhận được món quà như vậy. Hay là ai cầu hôn ngoại trừ bữa nay được MC Liên Hòa Trinh cầu hôn chị với món quà lấp lánh này. Vậy chị có đồng ý không? Không phải đồng ý lấy em nghe. Chị có đồng ý sẽ chọn cho mình những điều hạnh phúc từ nay về sau chứ không để cho mình thừa nữa. Cái điều đó là chắc chắn rồi. Thật sự Chưa hết nha. Em phải tiếp tục. Em phải làm chị choáng ngợp với món quà còn nữa. Nhưng mà món quà này không phải từ em, mà là từ người mà chị yêu thương nhất, gần gũi với chị nhất. Xin mời chị theo dõi một đoạn hình ảnh mà tụi em đã ghi lại sau đây từ bé quậy. Mẹ ơi, con đã cảm ơn mẹ. Con cảm ơn mẹ rất nhiều đã nuôi nấng con tới ngày hôm nay và cực nhọc nuôi nấng con. Con cảm ơn mẹ và rất thương mẹ rất nhiều. Con ước gì mẹ được sống lâu trăm tuổi, hạnh phúc và xinh đẹp, sống lâu với con yêu mẹ. Đầy năng lượng, rất là nghịch ngợm, cá tính. Cái cô cậu này á, thật sự là so với ba chị em thì nếu nói ra cậu là người thiệt thòi nhiều nhất. Bởi vì thời điểm cậu sinh ra như mình kể hoàn cảnh này là mẹ mất, là không còn đồng nào lo cho cậu hết. Và đến nay 11 năm thì thật sự chính xác là 10 năm qua là cuộc sống rất là khó khăn. Và chưa bao giờ cô cậu có một cái sinh nhật nào mẹ lo cho đàng hoàng. Cậu bé chưa có sinh nhật trong suốt 11 năm vừa qua. Chỉ có năm nay thì vì dịch
thì vô tình mẹ con lại được ở gần nhau, là tổ chức một cái sinh nhật mà mình biết năm nay là quậy là hạnh phúc nhất. Dạ. Chỉ có mẹ, ngoại, em, út cái quậy thôi mà quậy hạnh phúc nhất. Mình cảm nhận được đó với một cái ổ bánh của mẹ làm, nồi chè gọi là ở trên quê mình gọi là chè ỉ, nếp thôi. Dạ. Là quậy làm chung với mẹ, mấy mẹ con làm chung. Bình thường hai mẹ con ít thể hiện như cái clip hồi nãy lắm. Dạ. Thì bản thân mình có bé Út thì mình hay gần con gái mình ôm hôn nhiều. Còn có bữa mình nhớ cậu nằm cái xong cậu thò tay ôm vì bị mình lớn rồi, cái cậu mà rồi ôm cái mình hay bị bẹt khẽ, mình dành cho Út thôi, còn cậu cứ rời rời đi. Nên thật là cậu bình thường cậu ngay cậu bị la không à, tại vì cậu nhoi quá, cậu năng lượng cậu nhiều, cậu nhoi quá chuyên đời chọc cho em Út nó la tối ngày. Và cái sự thể hiện tình cảm thì ít, mà mấy ngày gần đây khi mình ở Sài Gòn mình xa cậu mình cũng rất là nhớ. Dạ. Rất nhớ. Mà hôm nay những lời chúc mà bình thường ở nhà cậu ít nói gì lắm. Thế là cậu thương và cậu hiểu mẹ khổ vì cậu chứng kiến nhiều những cái biến cố từ bố gây ra. Cậu chứng kiến từ lúc 2 tuổi chứ quậy chứng kiến, nên quậy thương mẹ rất là nhiều. Dạ. Biết nói sao bây giờ nhỉ? Một cậu bé chưa có ý thức được rằng là mình đã thiếu may mắn như chị nghĩ đâu, nhưng mà cậu ấy đã ý thức được rằng mình rất hạnh phúc vì mẹ luôn dành những điều tốt nhất cho mình, dù cho không có nhiều những cái cơ sở vật chất, không có nhiều điều kiện. Đúng rồi. Nhưng mà cậu ấy dư dả hạnh phúc từ cậu chị gái là Út chị nữa. Ở đâu có mẹ là con vui, cái câu nói của quậy với hỏi với chị, tại có lỡ lúc mình dở mới giờ con muốn ở với mẹ ở với bố hay là con muốn đeo con không, ở đâu cũng được, mà nói ở với mẹ sẽ khổ này kia không, ở đâu cũng được miễn có ở với mẹ là con vui. Ở đâu cũng được miễn ở với mẹ là con vui và hạnh phúc. Thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta đã lắng nghe rất nhiều những câu chuyện về sự phi thường. Và câu chuyện của diễn viên Kiều Trinh đã nhắc chúng ta thêm một khái niệm về sự phi thường nữa. Có những sự phi thường mang tên là mẹ ơi. Và chỉ cần nghe 2 tiếng đó thôi thì bỗng nhiên nữ anh hùng xuất hiện. Mẹ có thể ngồi may rất nhiều những cái áo mà không tính cái áo của mình để có thể thêm tiền học phí. Mẹ có thể đi bộ và nói dối rằng mẹ không đói để nhường những cái phần cơm cho con. Mẹ có thể không lành lặn về đồ đạc, không cần lấp lánh như bạn bè, nhưng mà con thì lúc nào cũng đủ đầy. Và mẹ có thể không giỏi bếp núc, nhưng con sẽ có một cái bánh sinh nhật chỉnh chu nhất. Và tất cả những điều đó là những điều phi thường, rất là giản dị thôi. Mong rằng khi mà chúng ta sớm nhận ra những điều phi thường ấy, là lúc chúng ta cũng hiểu rằng mình không còn nhiều thời gian để có thể gói gọn tất cả những yêu thương cho người phụ nữ phi thường của mình bằng những hành động thiết thực cụ thể nhất, thay cho lời nói thôi để sau này tôi lớn lên, để sau này tôi có tiền, để sau này tôi có thời gian, để sau này tôi rảnh thì tôi sẽ đền đáp, nhưng biết sau này có hết ngày mai không. Và thật là cảm ơn tất cả quý vị vì ngày hôm nay đã cùng lắng nghe không chỉ là câu chuyện rất là dung dị đầy những thăng trầm, nhưng cũng thật nhiều những cái mong ước bình an của diễn viên Kiều Trinh, hay là một câu chuyện đầy nghị lực, rất nhiều những sự trăn trở của Trâm Anh và cô Ngọc Trinh, và hơn hết là chính câu chuyện của quý vị đã kể chúng tôi nghe trong suốt chiều dài 1 tiếng của livestream ngày hôm nay của BNG. Quý vị đã bình luận, quý vị đã chia sẻ, đã cảm thông, đã cùng khóc cùng cười, và thật là hân hạnh cho BNG được đồng hành với quý vị trong chương trình này. Và nếu như quý vị muốn làm một điều gì đó thật đặc biệt cho người phụ nữ mà chúng ta yêu thương, những người mà quý vị gọi là phi thường, thì quý vị đừng quên, chúng ta sẽ có rất nhiều những phần quà hấp dẫn trong ngày hôm nay trong suốt chiều dài. Trinh đã hứa rồi, 100 bình luận nào mà có gắn tên của người phụ nữ phi thường mà ở trong lòng bạn đặc biệt nhất á, thì sẽ được lọc lại và chọn ra 100 comment đặc biệt nhất để chúng ta nhận được phần quà là 200k voucher của PNG. Và điều quan trọng là một giải nhất là 500.000 đồng mua trang sức bạc của PNG cũng sẽ được tổng kết ở cuối livestream ngày hôm nay, dành cho bạn đã trả lời đúng tinh thần gói trọn yêu thương cho những người phụ nữ phi thường là slogan chính và chủ đề của chương trình này. Và với bill 5 triệu đồng thì chúng ta cũng sẽ có những phần quà ưu đãi lên tới 10 triệu đồng. Đặt hàng sớm này có thêm 500.000 đồng ưu đãi. Chưa kể là nếu mà mua trang sức kim cương rời hay là phụ kiện vỏ, chúng ta còn có cơ hội nhận được ưu đãi lên đến 40%. Mọi người đừng quên nha. Còn bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với tinh thần chính của chương trình ngày hôm nay, đó là gói trọn yêu thương cho những người phụ nữ phi thường. Nếu như có thể gửi một lời nói từ đáy tim dành cho những người phụ nữ ngoài kia cũng giống như chị Kiều Trinh, đôi khi họ dành những điều tốt nhất khi mà họ đã cho hết người ta những điều tốt hơn, tốt đặc biệt rồi, thì những thứ còn lại là của họ. Chị sẽ gắm gửi điều gì cho mọi người để yêu thương bản thân hơn?
Điều đầu tiên thì cho Kiều Trinh xin phép gửi lời đến tất cả các mẹ lời chúc sức khỏe. Và các mẹ ơi, các con rất yêu thương các mẹ. Những món quà nhỏ mà rất ý nghĩa là tất cả tấm lòng của các người làm con dành tặng mẹ thì các mẹ hãy tận hưởng, hãy hưởng thụ những món quà đó. Cũng như là những người con, Trinh xin phép gửi lời đến tất cả các bạn trẻ, những ai đang còn mẹ thì chúng ta hãy thể hiện tình yêu thương đối với mẹ. Bởi vì thời gian mình không biết được những ai còn mẹ là niềm hạnh phúc nhất, thì chúng ta hãy chăm sóc yêu thương bằng tất cả những cái gì, thể hiện tất cả luôn. Các bạn có thể giống như Trinh đã từng muốn, bây giờ Trinh muốn ôm mẹ, Trinh muốn nói mẹ ơi con yêu mẹ, là điều đó Trinh không được. Thì các bạn hãy làm những điều đó, hoặc Trinh muốn mua một món quà nhỏ, những món quà như thế này để tặng mẹ cũng không được. Thì mong các bạn hãy dành tất cả những tình yêu thương, những cái gì đó dành dặn cho mẹ mình, gần gũi mẹ mình hơn, chăm sóc mẹ mình hơn. Cũng như các mẹ hãy enjoy, xin lỗi là hãy thưởng thức những và tận hưởng những hạnh phúc của con cái. Muốn chăm sóc mẹ, các mẹ hãy nhớ là đừng tiết kiệm, đừng có ngại và cũng đừng có để dành. Dạ, em thích cách chị lúc nào cũng nói xin lỗi và xin phép, rất là khiêm nhường và luôn luôn mở lòng trước mọi sự, dù là sự thuận hay là sự nghịch. Thưa quý vị, đây cũng chính là những cái thông điệp cuối cùng mà chúng tôi muốn gửi đến cho tất cả quý vị, những người phụ nữ xung quanh chúng ta, dù là những người mẹ, người bà, cô, dì, những người đồng nghiệp nữ, người em gái, người chị lúc nào cũng tần tảo, những người bạn còn độc thân, những người đang rất là vất vả với gia đình và bỏ quên chúng ta ở lại, hãy yêu thương họ khi còn có thể. Những người mà chúng ta hứa rằng ngày mai sẽ đi cà phê, ngày mai sẽ trở về thăm họ, ngày mai sẽ làm những điều tốt nhất cho họ, hãy giữ lời hứa bằng những hành động thiết thực nhất. Chúng ta có ngày 20 tháng 10 Người Phụ Nữ Việt Nam là để chúng ta thực hiện những lời hứa, những lời hẹn rất là lâu rồi chúng ta không có làm, và mong rằng quý vị sẽ biến nó thành những hành động chân thành nhất, cụ thể ý nghĩa nhất thay cho những mỹ từ. Chương trình ngày hôm nay là gói trọn yêu thương cho những người phụ nữ phi thường, và khái niệm phi thường đó xin nhường lại cho quý vị để điền vào chỗ trống. Người phụ nữ phi thường trong tôi là. Mong rằng quý vị đã tận hưởng những giây phút thật thư giãn và suy nghiệm cùng với những chia sẻ của khách mời trong ngày hôm nay. Thay mặt cho BNG, Hà Trinh xin cảm ơn tất cả những ai đã đồng cảm, chia sẻ và ủng hộ cho chương trình từ đầu chương trình đến giờ. Và nhớ đón xem những phần tổng kết quà của chương trình nha. Còn bây giờ chúng tôi sẽ được gửi lời chào tạm biệt và gặp lại quý vị trong chương trình lần sau nhé. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình và tiếp tục sẽ làm một cái video clip nữa, mọi người đừng bỏ qua nha. Xin chào. Cảm ơn quý khán giả đã cùng ngồi lại và lắng nghe những câu chuyện phi thường của các khách mời ngày hôm nay. Không cần dùng quá nhiều mỹ từ, mà những người phụ nữ xung quanh chúng ta cần nhất là một hành động chân thành, sự động viên ý nghĩa nhất. Chúc cho những người bà, người mẹ, người chị, người em có thật nhiều sức khỏe và tình yêu thương đồng đầy, không chỉ trong 20 tháng 10. Hãy tiếp tục gói trọn yêu thương cho những người phụ nữ phi thường bên cạnh bạn nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.